Tú Chi vừa đăng quang gương mặt điện ảnh 2022, chịu trăm nghìn cay đắng vì yêu đạo diễn chuyển giới. Tú Chi sinh năm 1999 và Jun Bin lần đầu biết nhau vào tháng 4 năm 2018, khi ca sĩ đi casting một vai phụ cho phim của anh. Jun Bin sinh năm 1992, theo nghề đạo diễn khoảng 5 năm. Thật ra, Tú Chi đã biết và thần tượng Jun Bin từ trước, khi xem phim Đầu Tay Trái Cấm, cũng là phim thành công nhất của anh vào năm lớp 10. Sau buổi casting, Tú Chi bỗng thấy lòng mình phơi phới, đến nỗi gặp ai cũng khoe được gặp Jun Bin, được thần tượng cười với mình. Về Jun Bin, ban đầu không hề để ý Tú Chi vì hôm đó casting đến trăm người. Đến khi Tú Chi casting lần hai, cô đã khoe giọng hát trước các lãnh đạo công ty trong phòng họp. Giọng ca sĩ vang đến nỗi Jun Bin phải dừng mọi việc để lắng nghe. Giọng em ấy cực kỳ hay, tôi không thể không ấn tượng, đạo diễn nói. Thấy Tú Chi cần động lực thi hát, Jun Bin mở lời mời đi xem phim để cổ vũ, nhưng không ngờ cô đi thật. Tú Chi đã dành cả buổi chọn trang phục để rồi buổi hẹn hò đầu tiên, cô xuất hiện trong chiếc áo form siêu rộng và quần jean đính kim sa. Buổi hẹn hò diễn ra khá suôn sẻ, trừ việc Tú Chi hồn nhiên bắt đạo diễn xếp hàng trà sữa hay thỉnh thoảng nói chuyện tếu. Jun Bin từng thề với lòng sẽ không bao giờ quen gái tin. Sau hai mối tình tan vỡ trước đó, đạo diễn trẻ bắt đầu tìm hiểu Tú Chi nhưng không định nghiêm túc hẹn hò. Vậy mà về sau lại bị cô gái kém 7 tuổi này chinh phục. Tú Chi biết Jun Bin là người chuyển giới ngay từ năm lớp 10 khi xem phim Đầu Tay của anh. Chi từng có bạn trai và việc em ấy yêu một trans guy, người giới tính sinh học nữ nhưng bản dạng giới là nam. Thích nữ giới không phản ánh gì về tính hướng của em ấy. Tôi không tiêm hormone, cũng chưa phẫu thuật chuyển giới hoàn toàn vì tôi hài lòng với hiện tại, nhưng phải được nhìn nhận là một người nam. Chi không phải người song tính hay đồng tính, Jun Bin nói. Kể về thời gian yêu Jun Bin, Tú Chi nhiều lần gián đoạn vì bật khóc. Cặp đôi chịu đủ những lời đàm tiếu. Ca sĩ sinh năm 1999 nói, lần đầu cô nếm trải những cay nghiệt của miệng đời. Họ nói Chi yêu tôi bị uổng vì em ấy xứng đáng ở cạnh một người đàn ông hơn. Họ nói Chi lợi dụng yêu tôi, làm bàn đạp nổi tiếng rồi sẽ sớm đá tôi. Nhưng câu làm tôi sốc nhất từ một người sếp, lẽ ra Tú Chi sẽ đi một quãng đường dài. Nhưng nếu công khai yêu em sẽ thành vật cản đường sự nghiệp của Chi. Và tôi đã thực sự mất ngủ, không thể ngừng suy nghĩ về câu nói này, Jun Bin xúc động. Đạo diễn nói từng đọc những bình luận hết sức thô thiển như hỏi chuyện chăn gối của anh và bạn gái. Một số người tự xưng là bạn trai Tú Chi yêu cầu Jun Bin tránh xa cô. Phía Tú Chi cũng bị một số người dùng mạng nhắn tin thọc gậy bánh xe với những câu hỏi nhạy cảm và vô cùng khiếm nhã như chắc em chưa gần gũi đàn ông nên mới bị nó dụ. Khi nào em lớn biết mùi đời sẽ bỏ nó thôi. Tuy nhiên, cả hai không biết sự công kích áp lực ngoài đời thực từ hàng xóm, họ hàng mới là cơn ác mộng ám ảnh họ sau này. Hẹn hò 4 tháng, Tú Chi và Jun Bin đính hôn. Lần đầu dẫn Jun Bin về nhà, Tú Chi khoe với tất cả mọi người rằng cô sắp lấy chồng. Nhân lúc bà nội Jun Bin về Việt Nam, bà quyết định tác hợp sớm cho đôi trẻ bằng việc gọi điện trò chuyện với mẹ Tú Chi. Hôm sau, mẹ và bà đạo diễn đi xem ngày lành tháng tốt, chọn ngày làm lễ ăn hỏi. Tú Chi và Jun Bin đều từng lo lắng vì đính hôn quá sớm, nhưng hiện tại cả hai thấy quyết định năm ấy là đúng đắn. Mặt khác, sau chuyến đi chơi xa đầu tiên ở Vũng Tàu, Tú Chi đã ở lại nhà Jun Bin vì lý do tháng mưa không tiện về thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai chung sống hòa hợp nên không tính toán nhiều. Ga lăng, tâm lý nhưng truyền thống là những từ Tú Chi mô tả Jun Bin. Đạo diễn yêu cầu người mình lấy làm vợ phải giỏi nữ công gia chánh, nên 2 tháng chung sống đầu tiên, Tú Chi phải hoàn thành xuất sắc việc gia đình. Nhà Tú Chi ở An Giang thuộc một khu vực miệt dưới xa xôi. Cô kể, khi cha mẹ đi gửi thiệp cưới, từng có người họ hàng chỉ thẳng mặt nói, nếu mày gả con Chi cho thằng đó, tao sẽ không đi đám cưới và từ mặt gia đình mày. Người bà con này khăng khăng việc Tú Chi cưới Jun Bin là bệnh hoạn, trái luân thường đạo lý. Không chỉ họ hàng, mà hàng xóm, thầy cô giáo, những đối tác công việc đều khẳng định Tú Chi sẽ xong đời, tiêu tùng, không làm nên trò trống gì nếu cưới Jun Bin. Tú Chi kể năm lớp 8 từng đi hát đám cưới lấy cát xê phụ giúp cha mẹ. Tú Chi không ngờ vì đi hát đám cưới mà đã bị hàng xóm khinh bỉ. Họ nói tôi là loại sướng ca vô loài, hát đám cưới nên không đàn ông nào dám lấy, phải lấy con gái, cô kể trong nước mắt. Có những lúc bị xúc phạm, Tú Chi nổi nóng trong lòng muốn ăn thua đủ, nhưng chính Jun Bin là người ghìm cô lại. Từ lúc yêu nhau, đạo diễn đã nói với Tú Chi rằng nếu cha mẹ không đồng ý, cả hai sẽ dừng lại, làm bạn vì Jun Bin sợ bạn gái phải chọn giữa người yêu và gia đình.
Lần đầu tiên ra mắt gia đình Tú Chi, Yunmin tim đập chân run nhưng không ngờ lại được gia đình bạn gái quý như con trong nhà. Tú Chi nhớ lại, dưới quê, họ vẫn đinh ninh là tôi cưới đồng tính, bị phản đối nhiều, mẹ tôi không chịu nổi, bà muốn chúng tôi hoãn đám hỏi trong khi hai nhà đã nói chuyện xong xuôi, chỉ còn một tuần là tổ chức. Chúng tôi lên xe máy chạy thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh về An Giang trong một đêm mưa tầm tã. Buổi nói chuyện nghiêm túc trò chuyện với cha mẹ khi mẹ tôi vẫn chưa thực sự thoải mái. May mắn ông ngoại ra mặt tuyên bố nếu không ai làm đám hỏi tự ông sẽ giúp. Ông bà vốn thương tôi nhất nhà, cha tôi ban đầu nhượng bộ mẹ nhưng sau đó đã cương quyết gả là gả. Cặp đôi ôm nhau khóc trong đêm khuya bởi những uất ức giằng xé đã được giải tỏa phần nào. Dẫu từ lúc công khai quan hệ bị phản đối dữ dội nhưng họ vẫn không nguôi hy vọng và chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay. Thậm chí Tú Chi từng mất rất nhiều hợp đồng. Đối tác nói, ca sĩ cưới đồng giới không phù hợp để đại diện sản phẩm hoặc mất show hát cho học sinh sinh viên vì sợ truyền bá LGBT. Yunmin đã rất buồn, dằn vặt và tự hỏi liệu có phải vì mình mà vợ mất công việc. Về phía Tú Chi, đón nhận tình yêu với sự bình thản, đôi khi hơi bất chấp. Cuộc sống của Yunmin và Tú Chi thay đổi khi Tú Chi đạt giải Á quân solo cùng Bolero năm 2018. Tất cả những đối xử cay nghiệt với vợ chồng ngày trước bỗng chốc tan biến. Chính người từng tuyên bố cạch mặt gia đình Chi giờ lại săn đón chúng tôi nhất. Dưới quê có đám tiệc nào cũng nhắn kêu chúng tôi về, đạo diễn cười chua chát kể lại. Hiện tại Yunmin vẫn chưa được thay đổi tên hay chuyển đổi giới tính theo pháp luật về hộ tịch, nhân thân. Anh và Tú Chi chỉ tổ chức đám cưới, không đăng ký kết hôn.